Rồi, hôm trước là mình đã học được một số cái từ liên quan đến thủ tục ngân hàng rồi đúng không? Chỗ xem nào, mình xem phui xí xa nhá. Chúng ta sẽ cùng ôn tập lại một chút nào. Sang Ly nào, Hương Ly nhá. Mình sẽ hỏi Hương Ly một chút nào. Thủ tục là gì nhỉ? Sổ sư. Sổ suy nhá. Đọc là sổ Sổ suy. sư. Tùy, ví dụ là bạn muốn làm thủ tục gì nhá. Bạn muốn làm thủ tục gì chẳng hạn chưa? Chúng ta có động từ làm cái thủ tục gì đấy sẽ dùng động từ pan nhớ không? Nǐ yào pan shěme shǒu xù? Đúng, nǐ yào pan shěme shǒu xù đúng không? Tôi muốn ví dụ nói là tôi muốn đổi tiền nào, họ học cái từ đấy rồi đúng không? Đổi tiền là gì ạ? Khoan tiền. Đúng, tôi yào khoan tiền đúng không? Tôi yào khoan tiền rồi. Hay là gì ạ? Tôi muốn đổi nhân dân tệ nào? Tôi muốn đổi nhân dân tệ sẽ nói như nào? Tôi yào khoan Nhân dân tệ. Thế tôi muốn đổi 2.000 nhân dân tệ nào? Tôi muốn đổi 2.000 nhân dân tệ. Tôi yêu hoan Tôi yêu hoan 2.000 nhân dân tệ. Rồi, hay là gì đấy ạ? Công việc hiện tại của tôi rất là mệt và tôi muốn đổi công việc nào? Công việc hiện tại của tôi rất mệt, tôi muốn đổi công việc. Công chúa hẳn lây. Ủa xẻng khoan công chúa đúng không nhá. Rồi ok. Tiếp nào, mời bạn khác ạ. Xin mời A Chuế nào. Thuy. Rút tiền là gì nhỉ? Rút tiền. Thì có đấy không? Không có đấy à. A Chén vậy nào. Huyền. Rút tiền là gì? Chỉ chén ạ. Chỉ chén đúng không? Ví dụ hỏi là bạn muốn rút bao nhiêu tiền nào? Bạn muốn rút bao nhiêu tiền? Nǐ yào quǎ đúng không? Nǐ yào quǎ duò shǎo qiān? Tôi muốn rút 100 triệu nào, tôi muốn rút 100 triệu sẽ nói như nào? Không, 100 triệu phải đọc lại ý cơ y nhá. Đúng không? Hôm trước cô dạy các bạn cách đọc trăm triệu rồi đấy. Mình sẽ lấy số và cộng với từ gì đó. Cơ y là được, đúng không? Quý áo chủy ý cơ y. Hay là tương tự nào, tôi muốn rút 500 triệu đi. Mình sẽ nói như nào? Quý áo chủy ủ cơ y, đúng không? Quý áo chủy ủ cơ y. Hay là gì nữa đây ạ? Hôm nọ mình học từ rút rồi, đúng không? Tiếp theo nào, chẳng có câu gì nữa đây. Đô la Mỹ là gì? Đô la Mỹ là gì em? Mỹ yuan đúng không? Tôi muốn đổi 2.000 đô nào? Tôi muốn đổi 2.000 đô sẽ nói như nào? Mỹ yuan, đúng không? Thế Việt Nam đồng nào? Việt Nam đồng là gì em? Nhân dân tệ ạ. Tuân đúng không? Đấy, cái bài này có vẻ chưa ôn kỹ lắm đúng không? Cô cho em xin lại cái bài mà đọc tiền nhỉ ở. Rồi ok, thế một lát nữa xong cái bài này tôi sẽ gửi cái bài cách đọc số cho các bạn nhé. Rồi hôm trước chúng ta học đến từ nào rồi? Hôm trước lớp mình là học đến từ nào nhỉ? Đếm ạ. Đến từ gì? Đếm ạ. Đến từ đếm rồi đúng không? Đến từ đếm rồi đúng không? Thế học được khá nhiều rồi đấy. Rồi nào, tiếp nhá Huyền nhá. Gì nhỏ tỷ lệ, tỷ giá hối đoái, dùng cái gì nhỉ? Tỷ giá hối đoái. Thế ví dụ hỏi là tỷ giá giữa tiền nhân dân tệ và Việt Nam đồng đấy là bao nhiêu đấy, nhớ cái câu hỏi đấy không? Nhân dân tệ là rấn chỉ ngân này, rấn miếng pi khứa gì có bảy yuan Việt Nam đồng tợ. Việt Nam đồng khứa yuê tuân, rấn miếng pi khứa yuê tuân tợ gì tợ tôi khoan ly. Sư tua sảo nữa, đúng chưa?
Rồi ok, hoặc là bạn khác nào xin mời, A Mân nào, Mạnh nào, xin hỏi tỷ giá giữa đô la Mỹ và Việt Nam đồng là bao nhiêu nào? Bây giờ là đô la Mỹ và Việt Nam đồng nhá. Chính quân mấy yên giữa Việt quân. Sư gì? Sư bao sáu đúng không? Sư bao sáu thôi. Đấy. Ví dụ em nói là 1 đô la Mỹ thì sẽ đổi được 23.000 Việt Nam đồng nào. 1 đô la Mỹ đổi được 23.000 Việt Nam đồng. Y gì nhỉ? Y mấy yên. Y mấy yên đúng không? Đổi được 23.000 Việt Nam đồng. Khoan gì? 23.000 chúng ta sẽ đọc như thế nào? 23.000. Khoan gì? Liang quan san chen. Đúng chưa? Liang quan san chen. Rồi ok. Tiếp nào, chúng ta có từ đếm ạ. Đếm là gì đây? Sủ. Đúng không? Sủ được chưa nhỉ? Ví dụ nói là gì đây? Đây là tiền của bạn đúng không? Bạn đếm lại đi thì sẽ nói là gì đấy? Đây là tiền của bạn, bạn đếm lại đi. Chưa sư nỉ tờ chén lý sủ thủ. Chưa sư nỉ tờ chén đúng không? Lý gì đấy? Lý sủ sủ. Đây nỉ sủ sủ đúng không? Hay là nỉ chai sủ y sủ đấy. Chai sủ y sủ ta cũng được. Rồi, mang theo là cái gì ạ? Mang theo nhóm có từ gì? Tai. Tai đúng không? Ví dụ hỏi bạn mang theo tiền gì nào? Nỉ tai什么钱 đúng không? Tôi mang theo đô la Mỹ nào? Của tai mấy yuan. Đúng rồi. Còn tôi mang theo Việt Nam đồng thì sẽ là của tai yuan nắm tuân hay là yuan tuân đúng không? Rồi tiếp nào, ví dụ nói là gì đây ạ? Hôm nay tôi dẫn bạn gái đi xem phim đúng không? Cái từ tai còn có nghĩa là dẫn nữa, vậy sẽ nói như nào? Hôm nay tôi dẫn bạn gái đi xem phim. Hôm nay tôi tai bạn yêu truy khan tiên đỉnh. Được chưa nhá, chính hiệu của tai bạn yêu truy khan tiên đỉnh đúng không? Rồi đấy, đây hôm trước mình đang học đến chữ sủ rồi đúng chưa? Rồi tiếp theo nào, mình sẽ học tiếp một số các từ khác nhá. Rồi chúng ta có từ gì đây ạ? Sủ rồi này. Câu ạ, tiếp theo chúng ta có từ câu. Đấy. Rồi, câu ở đây được xếp vào dạng người ta gọi là gì đấy? Động từ nhá, động từ mang nghĩa là đủ ạ, đủ câu. Nào, ví dụ cô có câu này, anh xem máy đếm tiền đi đúng không? Đủ chưa? Đó, thì chúng ta có động từ đếm tiền là gì? Sủ chén đúng không? Sủ chén. Cái máy đếm tiền thì mình dùng là gì có biết không ạ? Chi. Cái máy gì đấy thì chúng ta sẽ dùng cái từ chi trong cái từ sổ chi ạ nhá. Chi trong từ sổ chi là điện thoại di động đấy. Đấy. Thì mình sẽ nói là sủ chén chi. Vậy anh xem máy đếm tiền đi xem là đủ chưa nhá. Sẽ nói là gì? Đi khan đi xa. Khan sủ chén. Sủ chén chi gì nữa nhỉ? Câu lơ mang đúng không? Đấy, đủ chưa hay nói là câu lơ mang. Đấy. Hoặc là mình đưa tiền cho ai cũng thế nhá. Chưa xin nhớ chén. Ní sủ ý xa câu lơ mang đúng không? Mình hay nói câu vậy. Đây là tiền của bạn này, bạn đếm đi xem là đủ chưa. Đấy, như vậy mình có từ câu, động từ đủ. Vậy ví dụ nói là gì? Đủ rồi thì mình sẽ nói như thế nào thôi? Câu lọ. Câu lọ tuổi, đúng rồi. Thế còn chưa đủ hay không đủ thì có thể nói là hai mấy câu. Hai mấy câu, hai phú câu đúng không? Đấy. Thế ngoài ra này, câu còn có thể đứng sau động từ nữa, biểu thị cái gì đây ạ? Làm cái hành động gì đấy đủ đúng không? Ví dụ mình cãi nhau đấy, cãi nhau sau đó là gì? Anh chồng có thể quát là gì? Thế cô đã nói đủ chưa đúng không? Hay bạn nói đủ chưa đấy? Vậy sẽ nói là gì thôi? Để gì? Xua câu là mà. Tuệ thì xua câu là mà đúng không? Đấy nhá. Thế thường phụ nữ sẽ trả lời là gì? Phú câu. Hai mấy câu. Hai mấy câu, hai phú câu đúng không? Không bao giờ đủ cả này chứ. Đấy, mình có cái từ câu. Như vậy này, bản thân câu là để nói về số lượng gì đấy đủ này đúng không? Ngoài ra nó còn đứng sau động từ biểu thị là thực hiện cái hành động gì đấy đủ nhé. Thế đối lập với đủ thì mình có thiếu đúng không? Vậy thiếu thì mình có thể dùng từ gì để biểu thị? Sảo. Mình dùng từ này đi, sảo đi nhá. Cái từ sảo lần trước mình học thì nếu là tính từ nhá. Nếu mà sảo là tính từ mang nghĩa là ít. Đấy. Thế còn nếu nó là động từ thì sẽ mang nghĩa là thiếu một cái số lượng nào đấy nhá, thì mình sẽ dùng là sảo. Sảo. Đấy, ví dụ nói là gì đây? Vẫn thiếu mất 200 đúng không? Thiếu mất 200.000 đi. Nào, thiếu 200.000 sẽ nói như nào?
21. Ờ đúng rồi, tôi hãy sáu 21 đúng không? Ừ nhá, hãy sáu 21 được chưa? Đấy. Nó có từ sáu. Hay là gì? Vẫn thiếu mất 5 người, thiếu mất 5 người sẽ nói là gì? Hãy sáu 5 người. À tôi đúng rồi, hãy sáu 5 người. Thì đúng không chưa? Đấy, như vậy chúng nó có từ câu là đủ và sáu là thiếu nhá. A à, xin nào, Hạnh đâu? Hạnh đọc lại cho cô các cụm này một lần nhá. Vâng. Nín khan y xia su chán chi. Sủ chán chi. Lơ ma. Sủ chán chi. Câu lơ ma. Nỉ chua. Câu lơ ma. Nỉ chua câu lơ ma. Khái mấy câu. Ừ. Khái mấy câu đúng không? Rồi. Diễm nào? Trái túi đen. Câu nín khan y xia su chán chi câu lơ ma. Nỉ chua. Nỉ chua cô lơ ma hai mấy cua, hai mấy câu nhá, hai mấy câu. Ừ đấy, không phải là một cua nhá, câu à, rồi. Tiếp theo chúng ta có từ gì đây ạ? Sân phân trông. À sân phân trông. Ừ. Vậy khi mà đi đến ngân hàng hay là làm bất cứ một thủ tục gì đúng không, đều phải xuất trình cái này nhá, thì gọi là sân phân trông. Nó tách ra nhá, sân phân mà đứng một mình là danh từ, có nghĩa là thân phận đấy. À, thân phận gì đó. Trông thì là chứng minh nhá, chứng minh thư, tức là cái giấy tờ để chứng minh thân phận đúng không? Ừ, đấy thì gọi là sân phân trông. Vậy theo các bạn, nếu mà sử dụng lượng từ thì cái từ này chúng ta nên dùng lượng từ gì? Trang. Ở trang, đúng rồi, trang nhá, tuệ, đúng rồi. Cái chứng minh thư mặc dù nó rất là nhỏ thôi nhưng mà nó có hình dạng nó là mỏng và dẹt đấy, đúng chưa? Ờ, đấy, vậy mình sẽ dùng là trang. Sân phân trông. Vậy đi làm chứng minh thư thì chúng ta phải sử dụng động từ gì? Chứng minh thư nó mang tính chất là giấy tờ thủ tục đấy. Vậy thì đi làm chứng minh thư mình sẽ sử dụng động từ gì? Thưa trang sân phân trông. Ban, nó sẽ dùng từ ban. Ban. Ừ, đúng rồi. Cái từ ban hôm trước là chúng ta nói là gì? Ban là dịch là làm và thường mang tính chất là làm thủ tục giấy tờ, đúng không? Thì chứng minh thư nó là một dạng thủ tục giấy tờ thì mình phải nói là ban sân phân trông. À, đấy, ban sân phân trông nhé. Nào ví dụ nói là gì đây? Ngày mai tôi đi, sáng ngày mai tôi đi làm chứng minh thư đúng không? Xin mời bạn thử nói cho cô câu đấy xem nào. Xin mời A Khứa nào. Ha. Sáng mai tôi đi làm chứng minh thư. Ừ. Mình thiên chảo sang của chi chua sân phân chân. À, của chi pan đi nhá. Nếu sử dụng từ pan nó sẽ chính xác hơn. À, của chi pan sân phân chân. Đấy. Hoặc là gì đây, ví dụ như là nhân viên ngân hàng sẽ yêu cầu các bạn là gì, xin hãy đưa cho tôi chứng minh thư của bạn đúng không, thử dịch cho cô câu này xem nào. Xin mời anh Hà Thanh ạ. Xin hãy đưa cho tôi chứng minh thư của bạn, thì mình có thể biểu đạt như nào? Dạ vâng, xin đưa cho tôi chứng minh thư của cô. Vâng ạ. Ní cày của chỉnh cái của ờ, của hai mấy sân phân trông. Ừ, của mấy ẩu sân phân trông đúng không? Ừ, của mấy ẩu sân phân trông. Đó. Hoặc là gì ạ? Chứng minh thư của tôi bị mất rồi. Có ai biết cái từ bị mất trong tiếng Trung là gì không? Tiêu là. À, tiêu là. Rồi. Ừ. Tiêu. Người ta sử dụng động từ này nhé. Chúng ta có động từ này ạ. Đọc là tiêu nhé. Tiêu. Động từ mất. Mất này là thường mang tính chất là mất một cái đồ gì đó, mất đồ đạc gì đó nhá, thì sẽ gọi là tiêu ạ, động từ. Đấy, các bạn ghi thêm từ này vào tiêu. Vậy sẽ nói là ủa tại sân phân trông tiêu lọc. À, ủa tại sân phân trông tiêu lọc. Sân phân trông. Như vậy tiêu mang nghĩa là gì đấy ạ? À, mất một cái đồ gì đó nhá. Cái tiêu lẻn là cái gì? Có ai dịch được cái từ tiêu lẻn không? Lẻn là cái gì? Mất mặt. Ờ đúng rồi nhá. Chúng ta có từ xí lẻn là gì đấy? Xí lẻn là rửa mặt đúng không? Đấy, như vậy tiêu lẻn có nghĩa là mất mặt. Mất mặt này không phải là mang nghĩa gốc nhá, không phải theo kiểu dạng là cái mặt của chúng ta bị cắt đi nhá, mà là gì đấy ạ? Ý là xấu hổ đúng không? Ừ, xấu hổ. Đấy, tiêu lẻn. Người ta cũng dùng cái từ này được, cũng dùng từ này được. Đấy, tiêu. Rồi, thế số chứng minh thư thì bây giờ mình sẽ biểu đạt như nào? Số chứng minh thư.
Ờ đúng rồi nhá, bản chất của chữ hao chính là hao mã đấy. Các bạn nhớ từ hao mã không? Hao mã là mã số đấy. Đấy. Nhưng mà người ta hay nói tắt mũi còn chữ hao thôi. Sẽ nói là sân phân chân hao nhá, sân phân chân hao. Lý đợi sân phân chân hao sư tôi sợ đúng không? Lý đợi sân phân chân hao sư tôi sợ. Rồi cái số chứng minh thư của bạn là bao nhiêu? Đấy, ví dụ thế. Rồi, vậy chúng ta có từ sân phân chân nhá. Phương Giang nào, trai túi Ben, Giang lại cho cô các từ này xem nào. Sân phân chân, chỉnh kế của nín tạo sân phân chân, sân phân chân khao. Ừ, rồi, Ali nào, túi Ben. Sân phân chân, chỉnh kế của nín tạo sân phân chân, sân phân chân khao. Ừ, sân phân chân khao, được chưa? À, gì nhỏ, ác sể nào, Thủy? Chẳng thấy của nín tợ sân phân chân. Sân phân chân hao. Ừ, rồi, ok. Đấy. Thế thì ngoại của rấn dùng sở. Ngoại của rấn mấy hiểu dùng sân phân chân đúng không? Người nước ngoài thì họ sẽ không dùng chứng minh thư. Thì họ sẽ dùng cái gì ạ? Chú trào. Ở Việt Nam thì chúng ta có thể dùng chứng minh thư được, nhưng nếu mà làm sao của bên truy Trung của đúng không, nếu đi Trung Quốc thì nó bắt buộc phải dùng sao dung phu trao à, phu nấn dung sân phân trông là à, đấy. Thế còn làm sao Trung của đến lái thuê nám đúng không, dễ phu nấn dung tham ân đợi sân phân trông, tham ân giao dung làm sao phu trao nhá. Người Trung Quốc mà đến Việt Nam thì họ cũng không thể dùng chứng minh thư của họ được đúng không, lại phải dùng cái hộ chiếu đấy, phu trao. Thì mình hiểu phu trao mà, hiểu phu trao đâu mà hai mấy nhỏ à, hai mấy nhỏ à? Ờ, truy ban ba đúng không? Ừ, đi làm đi nhá, cái hộ chiếu cũng rất là quan trọng, nó tiện đấy, nhỡ mà ví dụ biết đâu có cơ hội được đi nước ngoài thì sao đúng không? Ừ, lúc đấy lại phải đi làm gấp đấy, làm đi hiểu hiểu sứ nén và sứ gem đấy, cái hộ chiếu của chúng ta là có thời hạn 10 năm, có thời gian 10 năm đấy. Đấy, nên là làm đi. Cô chào. Cô chào hãy hiểu chân chân à, cần phải có visa nữa đúng không? Ừ, đấy. Rồi nào, vậy thì hãy cho tôi cái hộ chiếu của anh đúng không? Thì sẽ nói như thế nào thôi, xin mời một bạn xem nào. A Phang nào, Phương, cho tôi cái hộ chiếu của anh. Chỉnh kế của nín tợ phu trao. À, tôi đúng rồi, thế thôi đúng không? Chỉnh kế của nín tợ phu trao. Vậy thì số hộ chiếu tương tự mình sẽ nói là gì nhỉ? Phu trao hao, đúng không? Ừ, phu trao hao nhé. Nào, dịch cho cô câu này xem nào. Hồng nào. Hộ chiếu của tôi bị mất rồi đúng không? Làm thế nào bây giờ thì sẽ hỏi như thế nào? Hộ chiếu của tôi bị mất rồi làm nào bây giờ? Của tợ hộ chiếu tiêu là chẳng mất bàn. À đúng rồi, tôi của tợ hộ chiếu tiêu là chẳng mất bàn đúng không? Ừ, chẳng mất bàn. Đấy, chúng ta thử hộ chiếu, hộ chiếu. Hay là gì? Tôi quên số hộ chiếu rồi nào? Có ai biết từ quên trong tiếng Trung là gì không ạ? Quang. Quang ạ. Quang ạ. Rồi, chúng ta có từ này nhá. Đấy, quang. Đấy, các bạn có thể bổ sung từ mới vào. Của quang khu trao hao là đúng không? Tôi quên mất số hộ chiếu rồi. Quang. Từ quên. Hoặc là gì? Tôi quên mang theo chứng minh thư nào? Hương Giang. Tôi quên mang theo chứng minh thư, em sẽ nói như nào? Của quang tai nhé, đọc rõ ra của quang tai gì? Của quang tai sân phân chân à? Ờ, tuệ của quang tai sân phân chân là đúng không? Ừ, đấy, tôi quên mang theo hộ chiếu hay là quên mang theo chứng minh thư đấy. Thì sẽ nói là quang tai cái gì đúng không? Hay là em quên mang sách nào, Mạnh nào? Em quên mang sách rồi. Của quang tai su là ví dụ như vậy. Đấy. Như vậy là quên mang theo cái gì đó thì dùng là quang tai. Rồi, ok. Đấy, như vậy chúng ta có từ hộ chiếu và mang nhé. Rồi, tiếp theo nào. Vậy thì sau khi mà làm hết các cái thủ tục rồi đúng không? Thì thường là gì? Người ta sẽ yêu cầu chúng ta làm sao? Ký tên. Đấy, vậy thì động từ ký tên trong tiếng Trung mình có thể sử dụng từ này ạ. Chen miếng nhé. Chen miếng. Nếu mà tách ra chen đúng không? Mình sẽ là động từ đấy. Ký kết cái gì đó. Ví dụ chen khứa thúng đấy. Chen khứa thúng là gì? Ai đoán ra không? Hợp đồng. Ừ, ký hợp đồng gì đó đấy đúng không? Ừ, đấy nhá. Mính là trong từ mính chữ đấy đúng chưa? Đó, như vậy chen mính có nghĩa là ký cái tên vào. Chen mính. Rồi nào, vậy thì ví dụ nói là gì? Xin anh hãy ký tên vào đây nhá. Thì cái từ này có thể biểu thị như nào? Xin anh hãy ký tên vào đây.
chính lý à, đúng rồi, ký tên vào đây tức là ký tên ở cái chỗ này đúng không? À, ý là như thế. Đúng rồi, vậy mình đổi về chính lý tại chỗ lý chen mình đúng không? Ừ, đấy, chính lý tại chỗ lý chen mình. Chính lý tại chỗ lý chen mình. Ừ. Nha, chính lý tại chỗ lý chen mình. Rồi, bạn đọc lại cho cô nào, Ác Xuyến Huyền. Chen Mính, chỉnh Mính trai chưa lý Chen Mính. Ừ, chỉnh Mính trai chưa lý Chen Mính, đúng không? Rồi, thế bổ sung thêm cho bạn từ này nữa này. Ngoài ký tên ra, ví dụ các bạn đi làm công ty thì còn phải làm sao nữa? Thường sẽ phải đóng dấu, đúng không? Ừ, nhá, sau khi ví dụ xếp ký tên ấy, sau khi mình xếp ký tên xong thì mình sẽ đóng dấu. Vậy thì cái động từ đóng dấu trong tiếng Trung là gì đấy ạ? Nó sẽ có từ đó là cải trang, nhá. Người đọc là cải trang. Còn từ con dấu thì nó như nào cô? Con dấu nhỉ? Con dấu thì có thể nói là cung sư trang thôi nhá. Cái từ trang này đứng một mình nó chính là con dấu đây này. Cung sư trang tức là con dấu của công ty đấy. Thì gọi là cung sư trang. Cung sư trang á? Ừ, cung sư trang. Đấy, ví dụ nói là truy pan hay là truy chua cung sư trang đấy. Đi làm con dấu của công ty. Rồi, cái trang đúng không? Nhá. Tiếp theo ạ, chúng ta có từ gì đấy ạ? Khai trang khu. À, thì đầu tiên này các bạn tách ra cho cô, chúng ta có động từ khai. Đấy, khai nhá. Khai mà đứng một mình là hành động biểu thị gì đấy ạ? Mang nghĩa là bật hoặc là mở cái gì đấy lên. Đấy. Bật hoặc là mở cái gì nhá. Khai đúng mình là hành động bật cái gì đấy, mở cái gì đấy ra. Ví dụ chúng ta có khai gì, chẳng hạn cô có từ khai mấn, các bạn nghe từ khai mấn bao giờ chưa? Mở cửa. À đúng rồi. Đấy, khai mấn. Xem trong phim đấy đúng không? Có người đến nhà sau đó đập cửa đấy. Nhiều rấn trai mà, khai khai mấn, à, khai mấn mở cửa này. Đấy. Hay ví dụ chúng ta có từ cái từ tivi là cái gì nhỉ? Tivi là gì? Khai tiên sư. Ờ, tên sư đúng không? Đấy, vậy ví dụ như là gì? Nói là bật tivi lên. Ừ, mình có thể nói là khai tên sư. Khai tên sư. Được chưa? Hoặc là gì? Bật đèn nhá. Nếu mà chúng ta vào trong phòng mà chúng ta thấy phòng rất là tối á, thì mình có thể dùng là bật khai đèn tân lên, bật điện lên. Người ta sẽ nói là khai tân ạ. Chưa? Đấy, nhá. Các bạn có thể ghi thêm cho cô mấy từ này vào. Đấy, như vậy là khai là bật hoặc là mở cái gì, đúng không? Ví dụ khai mấn này, hay là khai tân. Khai mấn là mở cửa, khai tân là bật đèn điện nhá. Rồi, đọc cho cô ba cái cụm này một lần trước lại nhá. Anh Thanh nào. Wow. Khai trang khu. Khai khai gì? Khai tân. Ừ, khai tân ạ. Khai tân. Khai tiên sư ạ. Tiên sư ở đó. Khai tiên sư, vâng, khai tiên sư. Hoặc là gì, mở cửa là gì ạ? Khai mấn. À, khai mấn, đúng không? Ừ, khai mấn nhá. Hạnh nào? Đọc lại cho cô nào. À, khai trang khu. Ừ. Khai tân. Ừ, khai tân. Khai mấn. Ừ, khai mấn, đúng không? Rồi, ok. Hoặc là mở công ty đấy, mở công ty theo tính chất là chúng ta thành lập một công ty mới đấy, có thể nói là khai công sư cũng được. Khai công sư. Khai công sư. Cô tả xoan khai cơ công sư đúng không? Tôi dự định mở một công ty. Đấy, các bạn có thể biểu thị thế cũng được. Rồi bây giờ quay trở lại cái từ khai trang khu ạ. Vậy trang khu mà đúng của mình là danh từ có nghĩa là tài khoản nhé. Đó, tài khoản. Ín hãng trang khu là tài khoản ngân hàng đấy. Vậy ví dụ như là chúng ta muốn hỏi xem là ai đó mở tài khoản ngân hàng tại mở tài khoản tại ngân hàng nào, mình có thể biểu thị như nào đây? Gì nhỏ ác hứa, chị Hà thử dịch cho em câu này xem nào. Bạn mở tài khoản tại ngân hàng nào? Nghỉ khai trang khu sấn mơ ngân hàng. Nói như thế là kiểu là chứ phải đổi về
tức là phải đều đúng cái cấu trúc của nó đúng không? Bạn mở tài khoản tại ngân hàng nào, tức là bạn tại ngân hàng nào mở tài khoản đấy, chúng ta phải đổi về địa điểm bao giờ mình đưa lên trước. Đó, vậy thì nói là nghỉ sai nà cơ ý kháng khai trang khu nhá. Đấy, cái này nó mới chuyển ngữ pháp này. Nha. Sớm mời in kháng cũng được, cái từ sớm mời in kháng thì không sai, nhưng ý là muốn nói là phải đổi cái trạng ngữ lên. Đấy. Nghỉ sai nà cơ ý kháng hay là sớm mời in kháng khai trang khu. Nha. Ồ, thế còn tên ngân hàng nếu đọc theo kiểu tên viết tắt tiếng Anh quốc tế thôi nhá, chứ bây giờ đến nếu mà để gọi là viết đầy đủ cái tên của nó ra thì nó dài lắm, nó dài lắm. Ví dụ nói là gì, tôi mở tài khoản tại Vietcombank thôi là được đúng không? Vậy sẽ nói như nào? Của trai gì? Của trai Vietcombank ngân hàng. Khai trang khu. À đây, khai trang khu đúng không? Ừ, à, ok. A Hùng, tỷ trai nào cơ ngân hàng khai trang khu? A Hùng. Ừ, tại nào cái ngân hàng khai trang khu? Ờ, tại Techcombank ngân hàng. À, tại Techcombank ngân hàng khai trang khu đúng không? Ừ, Techcombank ngân hàng khai trang khu. Ờ, biết được đồng chí nào? Hương Giang mình nói thì tại nào cái ngân hàng khai trang khu? Ủa trai MB Bank ngân hàng khai trang khu. À, MB Bank ngân hàng đúng không? Ác Xuyến mình nói, tại nào cái ngân hàng khai trang khu? Ủa trai Techcombank ngân hàng khai. Ừ, khai trang khu à, dễ chay tết công banh đúng không? Vì ừ, nhờ âm ơn nghỉ nó mạnh nghỉ chay việc tim banh đến kháng khai trang khu. Ừ rồi, ok đấy, như vậy chúng ta có từ khai trang khu nhá. Cái số tài khoản ngân hàng thì mình sẽ dùng là gì đấy ạ? Ờ, bản chất của nó chính là gì đây, trang khu hao mã đấy, nhưng mà mình người ta sẽ hay nói tắt là trang hao thôi nhá, trang hao ạ. Trang hao số tài khoản. Nào ví dụ nói là gì đây? Tôi quên số tài khoản rồi thì sẽ nói như thế nào Huyền? Tôi quên số tài khoản rồi. Của em ạ. Của gì? Cô gọi Huyền đúng không ạ? Ờ Huyền đấy, của Quang gì? Của Quang hao trang khu lở. Ừ, của Quang khai trang khu lở đúng không? Ừ, của Quang khai trang khu lở đấy. À, số tài khoản nó mà quên mất gì nhỉ, thì sẽ nói là gì, ủa quang gì, ủa quang trang hao thôi. À đây, ủa quang trang hao là được chưa, hay là gì, ví dụ hỏi là gì đây, số tài khoản của công ty bạn là bao nhiêu nào, xin mời một bạn nhé, gì nhỉ, nào Thủy, số tài khoản của công ty bạn là bao nhiêu, sẽ hỏi như nào. Nhỉ công sư tờ trang hao sư sở mơ. À đây cũng được nhá, nhỉ công sư tờ trang hao sư sở mơ sư tua sảo đều được đúng không. Tiếp theo ạ, chúng ta có từ mi mã nhé, danh từ mật khẩu. Mi mã. Mật khẩu. Hoặc là mật mã cũng được nhé, mật mã cũng được. Đấy, mật khẩu này, mật mã này, thậm chí là mã pin nhá. Nếu mà các bạn người ta có nói là mã pin gì gì đó thì chúng ta đều dùng là mi mã hết nhá. Đấy. Rồi đọc cho cô hai cái câu này xem nào, câu số 1 là cái gì đây, bạn đọc được không? Ờ, xin mời Nhi tợ sầu chi mi mã sư tua sảo. Ờ đúng rồi, đầu tiên là nỉ tợ sầu chi mi mã sư tua sảo đúng không, nghĩa là gì đấy? Mật khẩu điện thoại của bạn là mật khẩu điện thoại của bạn là bao nhiêu. Ờ, thế cái số 2 là gì, cái này là cái gì đây? Tên không phải tên sư. À tên não. Đúng rồi, cho cái từ này gọi là tên não. Tên não mi mã sư tua sảo. Ừ, đấy. Tên não là máy tính ạ. Mật khẩu máy tính của bạn là bao nhiêu? Rồi, đúng rồi. Như vậy đây sẽ là tên não mi mã sư tua sảo đúng không? Rồi, bạn đọc lại cho cô hai câu này lần nữa nào. Anh Thanh nào. Vâng. Chúng ta sảo sư mi mã tua tua sảo tên não mi mã sư tua sảo. À tuệ tên não mi mã sư tua sảo đúng không, tôi quên mật khẩu rồi sẽ nói là gì, tôi quên mật khẩu rồi. À, anh thanh nói tiếp câu đấy đi, tôi quên mật khẩu rồi là gì ạ? Ủa quăng mi mã đó. À tuệ ủa quăng mi mã rồi đúng không. Ừ, bạn khác nào, Hạnh đâu, đọc lại cho cô nhé. Vâng, nỉ tợ sầu chi
Mi mã. Mi mã chữ bao nhiêu? À tên 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 nào? Tên nào? Mi mã. Mi mã chữ bao nhiêu? À, đúng, tên nào mi mã chữ bao nhiêu? Được chưa? Rồi, tiếp theo ạ, chúng ta có động từ su ru, à su ru nhé. Từ này là nhập, nhập này không phải là nhập hàng nhé các bạn nhé. À, nhập hàng hay là nhập một cái đồ gì đấy về để bán thì chúng ta không dùng từ này ạ. Mà nhập này là mang tính chất là chúng ta nhập một cái con số hoặc là nhập một cái dữ liệu nào đó vào một cái hệ thống nào đó thì chỉ gọi là su ru, được chưa? Nhập con số, nhập dữ liệu thì gọi là su ru nhé. Vậy ví dụ trong cái bài này nó sử dụng trong ngữ cảnh đó là gì đấy? Ví dụ khi chúng ta đi ngân hàng ấy, đúng không? Khi mà các bạn rút thẻ ngân hàng vào đấy thì thường nó sẽ yêu cầu đó là gì đấy? Hãy nhập mã PIN, đúng không? Ừ, đấy, nhập mã PIN hay chính là nhập mật khẩu đấy. Vậy câu đấy sẽ nói như thế nào đây? Đọc cho câu này xem nào. A Phương, Phương, câu này là gì đây? Ừ, không có đấy à. Hương Ly, câu này là gì đây? Chỉnh nín su ru mi mã. À, đúng rồi, chỉnh nín su ru mi mã. Chỉnh nín su ru mi mã là gì đây? Xin hay là vui lòng hãy nhập mật khẩu của bạn vào, đúng không? Đấy, su ru. Ôi cô, thế đăng nhập là gì ạ cô? Tăng lưu nhá, nếu mà đăng nhập nó có cái từ này ạ, tăng lưu. Đấy, đăng nhập vào một cái hệ thống hoặc là một vào một cái tài khoản nào đấy các bạn dùng từ này ạ, tăng lưu nhá. Đây. Phiên âm của nó sẽ như sau. Tăng này, lưu. Đấy. Chuyển cho nó tiếng Việt. Rồi, đây, đăng nhập nhé, à, đăng nhập vào một cái mật khẩu nào đấy, à, đăng nhập vào một cái tài khoản nào đấy mình sẽ dùng là tân lu. Đăng ký một cái tài khoản nào đấy dùng cái từ gì có biết không? Có dùng từ này ạ, chu chưa. Chu chưa này. Nhá. Khi mà chúng ta mới đăng nhập một cái ứng dụng gì đấy nó rất hay có mấy cái từ này xuất hiện này, đấy, giới thiệu này, nhỡ mà có nhìn thấy thì các bạn còn biết. Chu xưa nhá. Đấy, chu xưa là đăng ký. Thường là phải cái gì? Chúng ta phải làm sao? Xem chu xưa trái nắng tăng lưu đúng không? Phải đăng ký trước đã thì mới làm sao? Mới có thể đăng nhập được, đúng không? Ừ, đấy nhá, đây có mấy từ này. Tăng lưu là đăng nhập vào một cái tài khoản nào đó này. Thế còn chu xưa là đăng ký một cái tài khoản nào đấy thì gọi là chu xưa. Cô ơi, thế tài khoản trong tiếng Trung là gì ạ? Trang khu, lại có từ trang khu rồi đấy em. Khai trang khu là mở một cái tài khoản gì đó đấy. Còn nếu mà ví dụ chúng ta dùng trong ngữ cảnh ngân hàng thì nếu mà em muốn nói rõ ra thì em sẽ nói là khai ý tháng trang khu, đúng không? Đấy. Thế còn có thể là một cái tài khoản nào khác đấy, không phải tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản khác, vẫn dùng từ đấy thôi nhá, ừ, trang khu. Hoặc có thể dùng cái từ này được, dung khu cũng được, ở dung khu cũng được, nếu dùng trang khu là được rồi, dùng trang khu là được rồi. Rồi ok, tiếp theo nào. Vậy thì liên quan đến ngân hàng đúng không? Chúng ta sẽ có một số các cái từ liên quan đến ngân hàng đây. Chúng ta có từ tiền mặt ạ. Tiền mặt là gì đây ạ? Xiên chin. Ờ, à, từ xiên chin nhé, tiền mặt. Của xiên trai phụ sử dụng xiên chin lỏ đúng không? À, xiên trai phụ sử hoan sử dụng xiên chin. Giờ gần như là không thích sử dụng tiền mặt nữa thôi. Đấy. Phụ phong tiền đúng không? Không tiện, à, không tiện. Mình có từ xiên chin là tiền mặt nhé. Nào ví dụ nói là tôi không mang theo tiền mặt đúng không? Ừ, đọc cho cô câu này xem nào. Xin mời Phương, tôi không mang theo tiền mặt nào.
À, tôi ủa bú tài xiên chin đúng không? À, hay là tiền mặt của tôi không đủ nào, Mạnh, tiền mặt của tôi không đủ. Của tờ xiên chin phú cua. Phú câu nhé, em đọc lại chữ này đi nào, phú câu. À đúng rồi, của tờ xiên chin phú câu. Của tờ xiên chin phú câu. Ừ, rồi, ok. Đấy. Thế còn chi trả cái gì đấy bằng tiền mặt nhá, chi trả bằng tiền mặt người ta sẽ sử dụng từ này ạ, phu xiên chin. Đấy, chúng ta có động từ phu, phu là chi trả cái gì đó, trả hoặc là chi trả. Phu chén đấy, chúng ta có từ phu chén là trả tiền đấy, phu chén trả tiền. Thế còn đây là cụ thể là trả bằng tiền mặt thì mình sẽ nói là phu xiên chin nhá, phu xiên chin. Thế cô ơi, ở công ty ấy, công ty em nó hay dùng là trả tiền mặt hay là công nợ, nó như thế nào? Sao lại có trả tiền mặt hay công nợ? Phải là trả tiền mặt hay là chuyển khoản chứ? Đúng không? Không, tại vì là bình thường làm hợp đồng cho khách ý, thì hay bảo là trả tiền mặt hay là có công nợ ấy. Công nợ có nghĩa là công nợ nợ em phải hiểu nhá, tức là cái người làm hợp đồng của bọn em nó đã, tức là tiếng Việt cô đã thấy nó khập khiễng rồi. Một là gì đấy ạ, hình thức trả tiền thì chỉ có là gì, trả bằng tiền mặt hay là chuyển khoản thôi, chứ em làm sao mà lại trả tiền mặt hay công nợ là cái thể loại kiểu gì? Công nợ tức là cái tiền đấy bọn em chưa trả được thì mới gọi là công nợ chứ, đúng không? Tức là ví dụ như là công ty em giao cho cái công ty này, ví dụ như bọn em giao hàng cho công ty này trị giá là 200 triệu chẳng hạn, thế bọn em chưa trả được thì cái khoản tiền đấy gọi là công nợ. Nhưng mà đây là mình đang nói về hình thức chuyển tiền cơ mà, hình thức trả tiền cơ mà, thì làm sao mà lại là hình thức trả tiền lại là trả tiền mặt hay là công nợ được? Cô thấy nó rất là phi lý. Nên là làm hợp đồng với cái người mà lập ra cái hợp đồng của công ty em, cô thấy là cái tiếng Việt đã rất là tức là không hiểu vấn đề rồi sao ấy, đúng không? Không, tức là bán xong một lô hàng ấy thì là sẽ hỏi là lô hàng này trả tiền mặt hay là sẽ có công nợ. Có nghĩa là để báo công nợ thôi chứ không phải trả công nợ, dồn lại về để gọi là thế thì ý ở đây công nợ có nghĩa là gì? Thế thì ý ở đây nếu mà như thế nhá, em sẽ phải biểu đạt ở trên cái hợp đồng phải là gì? Ví dụ như là khi mà phải dịch là gì? Trả trước bao nhiêu phần trăm còn lại là gì? Cái số còn lại nó sẽ là công nợ chứ, đúng không? Chứ không thể nào mà trả tiền mặt hay công nợ được. Cô thấy cái như thế nó rất là phi lý, rất là phi lý. Hình thức chuyển tiền thì chỉ có một là tiền mặt, hai là chuyển khoản thôi. Hay là gì, quẹt thẻ thôi. Bao nhiêu phần trăm đấy? Ừ, bao nhiêu phần trăm thì đấy là trả trước. Nếu mà như thế thì em sẽ phải biểu thị là gì? Trả trước bao nhiêu phần trăm còn lại nó sẽ là công nợ. Thì cái đấy nó sẽ là đúng ý này. Chứ bây giờ không thể nói là trả tiền mặt hay công nợ được, đúng không? Ừ đấy, không thể dừng như thế được. Một phải dùng là gì? Trả trước bao nhiêu phần trăm còn lại thì cái đấy nó sẽ là công nợ thì được. Hiểu ý không ạ? Đấy. Thế thì nếu mà đúng không? Cô phân tích như thế là đúng đấy, chứ còn thì bọn em phải lập lại cái hợp đồng đi, chứ cô thấy cái hợp đồng như thế là cái tiếng Việt đọc nó đây nó đã rất là buồn cười rồi nhá. Người nghe người ta đã thấy buồn cười. Tôi nghĩ là bạn ấy diễn đạt sai thôi chứ, sai ý thôi chứ không hợp đồng không. Đấy đúng rồi nhá. Không, nhưng mà trên hợp đồng chúng ta phải thể hiện lại đi, chúng ta phải thể hiện lại bằng cái văn bản tiếng Việt đi. Nếu mà bọn em để bằng cái văn bản tiếng Việt như thế là cái hợp đồng đấy không thể chấp nhận được. Cô thấy là hợp đồng chúng ta phải làm nó phải câu từ nó phải chuẩn chỉ, nó phải đúng chứ. Nếu mà chúng ta làm như thế thì không được nhá. Hình thức chuyển tiền mà em thể ghi là một là trả tiền mặt, hai là chuyển khoản thôi. Còn ví dụ như là gì, sau đó là gì, cách thức chuyển tiền có thể là gì, trả trước bao nhiêu phần trăm đúng không, còn lại là sẽ trả ví dụ vào ngày bao nhiêu, thế thì đúng, thế thì được, đúng không? Ừ, đấy nhá. Đấy, thế cái từ trả trước thì em dùng biểu điển thị như thế nào? Đây chúng ta sẽ dùng từ này này, nếu mà em muốn biểu thị là trả trước bao nhiêu phần trăm thì dùng từ này, cô này, vi phu nhá. Vi phu này có từ bại phần trăm, đọc là cái gì, bại phân trừ đấy. Đấy, vi phu là trả trước nhá, vi phu này. Đấy, em sẽ dùng như này này, vi phu đấy, là mang nghĩa là trả trước. Đấy, bao nhiêu phần trăm thì phần trăm chúng ta đọc là cái gì? Cô hướng dẫn đọc phần trăm chưa ấy nhỉ? Cô hướng dẫn lớp này đọc phần trăm chưa? Bài phân trừ. Ừ, đúng rồi, mình sẽ nói là bài phân trừ, đúng không? Ví dụ đọc 20% thì sẽ nói là bài phân trừ ơ xứ. Đấy, thế thì ví dụ em sẽ nói là gì đây? Xen duy phu hay là duy phu phải phân chia ơ xứ hay là ủ xứ, đúng không? Ừ, đấy. Thế sau nói là gì? Sơn xa phải nói là sơn xa. Sơn xa tợ duy ứa đi. Đấy, có thể dùng từ này này, sơn xa tợ duy ứa. Đấy, sau đó là ví dụ nói là đến ngày bao nhiêu thì trả nốt chẳng hạn như vậy. Đấy. Cô ơi, còn lại trả ngay sau khi giao hàng thì nói nào cô? Đây, cái từ cụm từ này chính là cái phần tiền còn lại đây này. Cái từ mà sân xa tự yếu chính là cái phần tiền còn lại nhé. Cái từ sân này nó có nghĩa là còn lại đấy. Nó biểu thị như thế đấy. Đây, chúng ta sẽ dùng từ này, sân xa tự yếu này nhá, sân xa tự yếu. Thì làm sao đây? Sau khi giao hàng đúng không? Thì sẽ nói là gì đây? Sân xa tự yếu này, treo cua không? Đâu có từ treo cua là giao hàng ạ? À?
đấy, phụ khoản cũng được, dùng từ này phụ khoản nhé. Nên này này, sân xa đội hứa tức là số tiền còn lại nhá, số tiền còn lại này, sau khu là giao hàng, khâu là sau đấy, là sau khi giao hàng. Phụ khoản có nghĩa là gì? Trả tiền thôi, à, cũng có nghĩa là thanh toán đấy, phụ khoản mình hay hiểu là thanh toán. Được chưa? Đấy, nhá, mình có thể biểu thị như này này. Đấy, còn cái trên là phải phân chia này, phần trăm. Chưa? Okay, nhé. Tôi sẽ đọc lại chỗ này nhé. Trả tiền mặt này sẽ đọc là phủ xen chin này, đúng không? Thế còn trả trước mình sẽ nói là duy phu, à, duy phu nhá. Đấy, duy là trước đấy. Đó, duy phu này phải phân chia tua sảo, đúng không? Trả trước bao nhiêu phần trăm? Sân xa tội hứa tức là cái phần tiền còn lại thì tùy các bạn có thể nói cụ thể là ngày bao nhiêu thì trả, hay là sau khi giao hàng xong thì trả. Đấy thì sẽ dùng biểu đặt câu này. Treo khua khâu phu khoản cũng được. Đấy. Được chưa? Đấy nhá. Thế là theo cô là nên thể hiện lại cái hợp đồng đi, đúng không? Ừ, chứ cô thấy trả tiền mặt hay là công nợ nghe buồn cười lắm. Phải nói đầy đủ rõ ra, đúng không? Rõ ra. Hoặc là gì? Không thì là thanh toán 100%, đúng không? Thanh toán 100%. Thì sẽ là gì đây? Phụ khoản phải phân chia phải thôi. Đấy, phụ khoản phải phân chia phải. Rồi, ok, đấy nhá. Rồi, thì câu này chút nữa chúng ta cô sẽ gửi lại slide, chúng ta sẽ chép lại sau. Rồi tiếp theo nào, một cái hình thức để thanh toán nữa đó là gì đây? Chúng ta không trả bằng tiền mặt đúng không? Thì sẽ làm sao? Quẹt thẻ, à, quẹt thẻ. Vậy thì quẹt thẻ mình sẽ nói là xoa khả, à, xoa khả. Nào ví dụ cô có câu này, thì cho cô câu này xem nào. À, đọc cho cô câu này xem nào, xin mời thì nhờ Hương Giang nào. Ờ, 我的现金 不够我刷卡吧。嗯，nghĩa là gì nhỉ? Tiền mặt của tôi không đủ, tôi quẹt thẻ đi. Ờ, tôi đúng rồi, tiền mặt của tôi không đủ đúng không? Cho tôi quẹt thẻ nhé, hay là tôi quẹt thẻ đi đúng không? Hãy ví dụ câu này đi, câu số 1 nào, xin mời Huyền, Huyền đọc cho cô câu số 1 này xem nào. Nín gì? Nín phu. Nín phu xem chim đúng không? Phu xem chim. Hay á, tư xoa cả. Nín phu xem chim hay sư xoa cả, đúng chưa? Câu này nghĩa là sao? Có thể định là bạn trả tiền mặt hay là quẹt thẻ? À đúng rồi, trả tiền mặt hay là cả thẻ đúng không? Hay là quẹt thẻ thôi. Đấy. Nhá. Thì mình có thể hỏi câu này đúng không? Rồi đọc lại cho cô hai câu này một lần nữa nào. Mạnh đâu? Mạnh đọc lại nào. Này. Nín phu xem chim hái sư tụ xua khả. Xoa nhé, đọc lại này, xoa khả. Xoa khả nén nén phu xin xem chim hái sư xoa khả. Ừ. Của tạ xem chim cú câu của xoa khả ba. Ừ, của xoa khả ba đúng không? Hương Ly nào. Nín phu xem chim hay sư xoa khả? 我的现金不够, 我刷卡吧. Ừ, rồi ok. Hạnh gì nhờ Diễm nào? Xoa khả. Nín phu xem chim hay sư xoa khả? 我的现金 phú câu của xoa khả ba. Rồi và một cái hình thức cuối cùng nữa đó là gì đây? Chúng ta sẽ hay chuyển khoản đúng không? Ừ, hay chuyển khoản nhá. Quẹt thẻ thì đôi khi là có những cái cửa hàng này nó không có máy quẹt thẻ đúng không? Thì cũng không tiện lắm. Thì sẽ dùng chuyển trang. Chuyển khoản sẽ đọc là chuyển trang nhé. Ừ, chuyển trang. Chuyển trang, chuyển khoản ạ. Nào, có ai đọc được cho cô câu này không? Hồng thử đọc cho cô câu này xem nào.
Tôi要去银行给三星公司转账. À, đúng rồi, câu này nghĩa là sao? Tôi muốn đi ngân hàng đưa chuyển khoản Samsung. À, đúng rồi, công ty Samsung. Ừ, Samsung ở đây là công ty Samsung đúng không? Như vậy sẽ nói là tôi muốn đi ngân hàng hay là tôi cần phải đi ngân hàng để chuyển khoản cho công ty Samsung. Đấy. Vậy thì là gì? Chuyển khoản cho công ty gì thì mình sẽ nói là kể sớm công sư chuyển trang đúng không? Ừ, đấy nhá. Chuyển trang chuyển khoản ạ. Hoặc là gì? Chiều hôm qua tôi đã chuyển khoản cho công ty bạn rồi đúng không? Bạn xem nhận được chưa, thì câu đấy có thể biểu đạt như thế nào? Chiều hôm qua này tôi đã chuyển khoản cho công ty bạn rồi, bạn xem nhận được chưa? Cái từ nhận được có dùng từ gì? Show tao. Ừ, đúng rồi, chúng ta có từ show tao nhá. Đây chúng ta từ này ạ, show tao. Nhận được cái đồ gì đó hay là nhận được một cái món tiền nào đấy, mình sẽ dùng là show tao. Hoặc là nhận được một thông báo nào đó đúng không? Đại loại mang nghĩa là nhận được, mình dùng này cho cô này, show tao nhá. Đấy. Đây, ví dụ nói là ủa kế nhỉ chuyển trang là nhỉ sâu tao luôn mà. Tôi đã chuyển khoản cho bạn rồi đấy, bạn nhận được chưa? Đúng không? Thế thì nếu mà chúng ta nhận được rồi thì sẽ nói là gì thôi? Ủa sâu tao là, ừ, ủa sâu tao là. Thế còn tôi vẫn chưa nhận được thì biểu thị như nào? Ủa hai mấy sâu tao. Ừ, đúng rồi, ủa hai mấy sâu tao thôi, đúng không? Đấy, nhá. Vậy nhận được cái gì đó thì mình sẽ dùng từ này. Sâu tao. Và khi là ví dụ như giám đốc ấy gửi một thông báo nào đấy đúng không, hay là ai đó gửi một thông báo nào vào trong nhóm ấy, nếu mà các bạn đã đọc và đã xem nhé, thì người Trung Quốc cũng hay dùng cái từ này để biểu thị này, show tao. À, show tao tức là đã đọc, đã xem, đã nhận được thông báo này rồi đấy, người ta cũng hay dùng cái từ này để biểu thị, show tao. Rồi, đọc lại cho cô tất cả các câu ở trên slide một lần nhé. Xin mời ai đây ạ? Thùy nào? Thùy vào rồi đúng không? Thùy đọc cho cô xem nào. 我要去银行给三菱公司转账。我给转账了，你收到了吗？我收到了。rồi bạn khác nào? Anh Thủy, anh Thủy. Tôi muốn đi ngân hàng để Samsung công ty chuyển khoản. À, chuyển trang. À, chuyển trang. À, đấy, cô thấy em xin từ chuyển khoản cũng được nhá. Của chuyển trang là, nì sâu tao là ma. Ừ, rồi, ok. Của sâu tao là. Ừ, bạn Thủy, bạn ấy dùng cái từ này cũng được này. Đấy, chuyển khoản, trong cái từ khoản, trong là trong từ phụ khoản đúng vậy đấy. À, các bạn có thể dùng từ này cũng được này. Đấy, chuyển trang hoặc chuyển khoản nhá, đều được. Này cũng được này. Cũng có nghĩa là chuyển khoản nhá. Chuyển trang hoặc là chuyển khoản. Nào anh hay đọc lại nhé, anh hay đọc lại nữa ạ. Dạ vâng, đọc lại trang lần nữa đi ạ. Vâng, em chú ạ. Vâng, chuyển trang của giao truy ngân hàng tại san khung công sư chuyển trang. Vâng, à, tôi gửi lý chuyển trang của trang lơ. Ừ. Ủa cái lì chuyển trang lơ. Ủa chuyển trang lơ mà. Nghỉ sâu tao lơ mà. Ủa chuyển trang lơ. Từ là sâu tao nhé. Anh đọc lại từ này cho em này. Từ là sâu tao. Nghỉ sâu tao lơ mà. Đúng rồi ạ. Ủa gì? Nghỉ sâu tao lơ mà. Ủa sâu tao lơ. Ủa sâu tao lơ. À, rồi đúng rồi. Ủa sâu tao lơ là tôi nhận được rồi. Đúng không? Vâng ạ. Bài này khó nhỉ, cô nhỉ? Vâng. Bài này nó sẽ liên quan đến công việc nhiều, đến công việc nhiều. Nó không theo cái kiểu dạng như là đời sống bình thường nữa, không phải đời sống bình thường nữa, mà cái này nó sẽ mang tính chất là chuyên ngành nhiều hơn rồi đấy. Nhưng mà đi làm chúng ta cũng phải dùng đến cái này rất là nhiều đúng không? Ừ, nhá. Rồi, tiếp theo ạ, chúng ta có từ yến hán khả. Đấy. Nếu mà đứng một mình nhá, khả có nghĩa là cái thẻ gì đó. À, khả là cái thẻ gì đó. Yến hán là ngân hàng rồi, vậy yến hán khả là dịch là thẻ ngân hàng thôi. Trong cái từ xoa khả đấy đúng không? Cái thẻ đấy, cả thẻ.
Nào, ví dụ nói là gì đây? Đưa cho tôi chứng minh thư của bạn, tôi sẽ làm thẻ ngân hàng, sẽ nói như nào? Đưa cho tôi chứng minh thư của bạn, tôi làm thẻ ngân hàng. Chỉnh cái của nhị tờ sân phân trông đúng không? Nhị tờ sân phân trông của gì? Của ban, của hai nhìn hàng khả. Rồi, ban nhìn hàng khả, hai nhìn hàng khả. Ừ, rồi, ok, đấy nhá. Rồi, thế ngoài cái in hàng khả thẻ ngân hàng ra thì làm sao đây? Bây giờ có rất là nhiều người người ta ưa chuộng dùng cái loại thẻ này gọi là xin dung khả, thẻ tín dụng. Thế in hàng khả với xin dung khả hiểu chứ mức quý nhau mà. Hai cái này thì có cái gì khác nhau không? Trả trước và trả sau. À đúng rồi, mình cứ hiểu là in hàng khả thì gọi là gì đấy ạ? Được trả trước tức là có tiền đúng không? Chúng ta mới tiêu được. Đó, thế còn xin dung khả là gì? Mấy hiểu chén đúng không? Không có tiền nhưng mà chúng ta vẫn có thể sao? Tiêu được. À, đấy nhá. Tiêu chén. Mượn đấy, gọi là mượn trước đúng không? Mượn trước để tiêu đấy. Trung Quốc bây giờ nó hay phổ biến cái xin dung khả này nhiều này. Việt Nam mình thì cảm giác nó chưa phổ biến lắm, chủ yếu vẫn là in hàng khả nhiều đúng không? Xin dung khả nhé là thẻ tín dụng. Hoặc là ví dụ mình có thể ghép là gì, thẻ làm việc đúng không? Đấy, khi mà các bạn đi làm ấy, các bạn sẽ phải làm sao? Tay cung chua khả đấy, đeo cái thẻ làm việc đấy. Có những vị trí là sẽ phải như vậy. Đấy, mình sẽ nói là cung chua khả. Rồi đọc cho cô cái câu ví dụ này xem nào. Á Hướng, chị Hà đọc xem nào. Quả tạ nhìn hàng khả. Rồi đọc lỉ là trong đấy, bên trong. Lỉ mấy dẻo chén à? Của dung xin dung khả mãi. À, tuệ của dung xin dung khả mãi đúng không? Câu này nghĩa là gì? Trong tài khoản, trong thẻ ngân hàng của tôi không có tiền, tôi dùng thẻ tín dụng. À, đúng rồi, đúng mua. Rồi. Trong thẻ ngân hàng của tôi thì hết mất tiền rồi đúng không? Nên là tôi dùng thẻ tín dụng để mua. Đấy, cái từ dùng đấy là gì? Thùy nào, Thùy đọc lại cho cô các cụm này nhá. Xin dung khả, cung chua khả, của tờ in hàng khả thì mấy ở chiến, của dung xin dung khả. Dung xin dung khả mãi. Bạn khác nào? Á Hùng không? In hàng khả, xin dung khả, cung chua khả. 我的银行卡里没有钱了，我用信用卡买。Diễm nào, trai tuổi bên. Yến hàng khả, xin dung khả, cung chua khả. 我的银行卡里没有钱了，我用信用卡买。Ủa dung xin dung khả mãi. Nhá. Thì nhờ ấm mức nào Mạnh xin quý đen. Yến hán khả, xin dung khả, cung vua khả. Ủa tợ yến hán khả, mỹ mấy dậu chén lơ, tứ dậu chén lơ. Ủa dung xin dung khả, xin dung khả mãi. Xin dung khả mãi. Ok. Rồi, cuối cùng ạ, chúng ta có động từ gì đây? Pang nhá. Pang, giúp. Hoặc là pang máng đấy, pang hoặc là pang máng. Pang thì mình sẽ hay dịch là giúp thôi, còn pang máng thì có thể dịch là giúp và giúp đỡ đều được. Thế hai cái từ này thì có gì khác nhau không? Hai từ này nó đều là động từ nhá, nó đều là động từ. Nhưng mà cái từ pang máng này này, trong tiếng Trung người ta sẽ gọi là gì đấy? Người ta gọi là một dạng động từ đặc biệt, hay là nó có một cái tên thuật ngữ ta gọi là động từ ly hợp ạ. Động từ ly hợp nhé. Ly hợp. Như vậy ly tức là sao ạ? Ly tức là ly tán nhau ra, cách xa nhau ra, tách xa nhau ra. Khi sử dụng cái từ này ấy, khi dùng cái từ pang máng này này, người ta rất hay làm sao? Tách cái từ pang và tách cái từ máng ra đứng xa nhau, sau đó là vứt những cái thành phần ví dụ như tân ngữ hay là những cái thành phần bổ ngữ đấy vào giữa cái từ pang máng này. Đấy. Thì đây là một động từ rất là đặc biệt nhá, động từ rất là đặc biệt trong tiếng Trung. Cô lấy ví dụ ở đây, cô có hai câu. Ví dụ câu số 1 này, cô có câu đó là: thưa anh, tôi có thể giúp gì cho anh nhé. Thưa anh, tôi có thể giúp gì cho anh này. Nếu các bạn dùng pang thì các bạn dùng bình thường thôi. Mình có thể nói là xian sheng. Để đọc là xian sheng nhé. Viết sang bên này này. Xian sheng là gì? Là xưng hô với lại cả đối phương là đàn ông một cách lịch sự. Thì mình hay dùng là xian sheng. Đấy.
khi mà chúng ta xưng hô với đàn ông một cách lịch sự đúng không, mình dùng là xin sông như kiểu tiên sinh đấy, ngày xưa thì dịch là tiên sinh đấy, nhưng bây giờ thì mình dịch là gì thôi, thưa anh thưa ông thôi đúng không. Đấy, vậy nếu mà chúng ta dùng bang thì chỉ cần nói là gì thôi, ủa khởi ý bang nỉ sầm mơ, ủa khởi ý bang nỉ sầm mơ. Nhưng nếu các bạn dùng bang mắng nhá thì các bạn không được phép nói là gì ạ, ủa khởi ý bang mắng nỉ sầm mơ, tức là bang mắng lúc này chúng ta không được để nó liền nhau, mà lúc này các bạn phải ly tán nó ra, tức là tách nó ra, sẽ phải nói là ủa khởi ý bang nỉ sầm mơ mắng. Đấy, các bạn nói như thế này thì nó mới chuẩn ngữ pháp này, được chưa. Đấy, thì cái từ bang mắng là một từ rất là đặc biệt, người ta gọi là động từ ly hợp, tức là khi sử dụng nó sẽ làm sao, tách nha, tách nhau ra. Đấy, cô thế em đọc chuyện có từ băng chu cô. À đúng rồi, đây nhá, còn một từ nữa đó là từ băng chu. Đây, đây là từ băng chu nhá. Vậy băng chu thì khác gì với hai thằng kia không? Băng chu thì vừa là động từ nhưng nó còn có chức năng của danh từ nữa, được chưa ạ? Băng chu vừa là động từ và vừa có chức năng của danh từ, và đa phần nó sẽ hay sử dụng với nghĩa của danh từ nhiều hơn. Vậy danh từ nó là gì? Sự giúp đỡ, đúng không? Đã là danh từ mình phải dịch là sự giúp đỡ. Vậy ví dụ như khi mà nói là gì, cảm ơn sự giúp đỡ của bạn nhé, cảm ơn sự giúp đỡ của bạn, thì chúng ta thường chỉ có thể sử dụng từ băng chung thôi mà không sử dụng được từ băng và băng máng. Có hiểu được chỗ này không ạ? Đó, thế còn khi mà ví dụ làm như động từ thì mình có thể sử dụng băng chung bình thường. Ví dụ câu này nhé, nó là động từ thì mình sẽ nói là ủa khởi băng chung nghỉ sớm cũng vẫn được, vẫn được. Đấy, nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng với nghĩa là danh từ thì mình chỉ có thể sử dụng từ băng chung được thôi. Hiểu được không ạ? Đấy nhé. Như vậy băng chung còn có dịch sự giúp đỡ nữa. Hai từ kia thì chỉ là động từ giúp đỡ ai thôi. Nó khác nhau về mặt từ loại, còn nghĩa thì về cơ bản là xem nhau, đúng không? Rồi, hoặc là cô có câu số 2 đây, Tiểu Lan đúng không? Lại đây giúp tôi một chút có được không đấy? Sẽ nói là gì đây? Xẻo lắm. Lại đây mình hay dùng từ này đọc là gì? Cua lái. Cua lái. Cua lái băng của lý xa. Cua lái xa. Nào, đọc lại cho cô tất cả các câu này một lần nhé. Xin mời ai đây ạ? Bác Phương nào? Phương. Bác Phương bố trai à? Bạn khác nào? Hồng, Á Húng. Băng, băng máng. Xin sông, của có thể băng nghỉ sớm mơ. Xin sông, của có thể băng nghỉ sớm mơ máng. Xào hoàng, qua lại băng của ý xa, hào mơ. Ừ, rồi ok, bạn khác nào? Anh Hàn Thanh ạ. Vâng. Băng, băng máng. Xin sân của khởi nghị. Băng sân mơ máng. Xin sân của khởi nghị. Khởi nghị. Băng sân mơ máng. Máng ma. Băng sân mơ máng. Đúng không? Cô lái phong của Isha hảo mà, đúng không? Ừ, bạn khác nhá. Ly nào, Ly được lại cô nào. Bang, bang máng. Sơn sơn, của khởi ý bang nỉ sơ mơ. Sơn sơn, của khởi ý bang nỉ sơ mơ máng. Sở lán, cô lái bang của Isha hảo mà. Ừ, rồi, ok. Huyền, trái thứ đi em. Bang, bang máng. Xin sân của khởi ý băng nỉ sớm mơ. Xin sân của khởi ý băng nỉ sớm mơ máng. Xẻo lán qua lái băng của ý xa hảo mơ. Rồi, ok. Đấy, như vậy chúng ta có từ băng và băng máng nhé. Rồi, tiếp theo nào. Chúng ta sẽ em nhớ chuyện. Dạ. Thưa cô, đấy đàn bà gọi xin sân. À, ông gọi xin sân, thế mình tôn trọng người đàn bà thì gọi là cái gì hả cô? Xéo chỉ à? Xéo chỉ ở nhá. Xéo chỉ ở đấy là gọi với lại cả phụ nữ. Đúng cô, không? Cô ơi. Thế cái xéo chỉ mình có hiểu như kiểu miss gì đó đấy, đúng không ạ? Miss gì đó nhá. Đấy, thế còn xem sơn như kiểu mister gì đấy đấy. Xéo chỉ gọi là xéo chỉ.
Nhưng mà cái từ xéo chỉa bây giờ chúng ta cũng dùng, chúng ta phải để ý nhá. Vì cái từ xéo chỉa ấy, nó bây giờ nó sẽ dùng theo nghĩa chuyển cũng khá là nhiều. Ví dụ như là khi mà chúng ta đi hát karaoke ấy, đấy, mà sếp bảo là gì? À, cháu chỉ có xéo chỉa cô lái. À, cháu chỉ có xéo chỉa cô lái tức là sao? Ừ, đấy, thì cái từ cô gái ở đây. Cái từ xéo chỉa bây giờ nó sử dụng khá là nhạy cảm, nó sử dụng khá là nhạy cảm nhá. Ờ, nó còn để thể hiện là hay là để chỉ những cái cô gái mà hay làm trong các cái quán karaoke ấy ạ. Đấy, người ta cũng hay gọi là xéo chỉa nữa. Nhưng mà trong ngữ cảnh đấy thôi. Còn nếu mà ví dụ như là chúng ta đi ngân hàng cho nó gọi xéo chỉa thì trong ngữ cảnh đấy lại thấy nó bình thường, hiểu không ạ? Hay là ví dụ như là chúng ta đang trong một cuộc họp gì đấy mà chúng ta xưng hô với đối phương là xéo chỉa thì thấy nó bình thường nhá. Nhưng nếu mà ví dụ trong các quán karaoke thì mình lại phải hiểu cái từ đấy lại phải hiểu theo một nghĩa khác. Đấy. Chưa? Nhá. Anh Thanh anh hỏi để đi gọi. Chị chảo xéo chỉa đúng không? Đấy, nên là sếp mà bảo là gì? Ờ, chẳng chảo chỉ có xéo chỉa là phải hiểu ý nhá, đúng không? Rồi, các bạn học giỏi lắm, nghe tớ nghe chán lắm, nghe vịt nghe sấm. Rồi ok. Tiếp theo nào, thì đấy là tất cả các cái phần từ mới sẽ xuất hiện trong cái bài về ngân hàng đúng không? Bây giờ chúng ta chuyển sang cái phần ngữ pháp một chút nhé. Ngữ pháp này, ngữ pháp các bạn có thể nhìn trong sách đi, nhìn trong sách này. Rồi cái ngữ pháp đầu tiên đó là gì đây ạ? Kết cấu là gì đây? Bởi vì cái gì đấy cho nên đúng không? Nói về nguyên nhân và kết quả nhé, nói về nguyên nhân kết quả này. Thì chúng ta có kết cấu đó là in way sẽ mất sớm suối ỉ, nó làm sao in way sẽ là thể hiện nguyên nhân đúng không, còn suối ỉ sẽ là thể hiện kết quả nhá. Đấy rồi nào, ví dụ của câu này đây, bởi vì hôm nay công ty phát lương nên là có rất là nhiều người đi rút tiền ạ. Ở đây một cái động từ đó là phát lương. Phát lương đọc là gì đây ạ? Pha cung chư nhá. Cung chư. Đấy. Cung chư đúng không? Mình có nghĩa là lương. Suối hận tư vấn chi chủy chén. Cung chư là lương ạ. Pha là động từ phát nhé. Pha. Pha cung chư, phát lương. Rồi đọc cho cô câu này xem nào. Xin mời Thùy nào. Yên vui chín thiên cung cung sư pha cung chư. Suối ỉ khẩn tua rấn chi chủy chén. Câu số 2 luôn cho cô xem nào. Vì tôi muốn đi Trung Quốc du lịch, thế nên là đi ngân hàng để đủ tiền đúng không? Yên vui của sẵn chi Trung Quốc lỷ xính. Suối ỉ của giao chi yên kháng khoan khoan chén. À, tuệ, đúng rồi. Khoan 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 chén. Hồng nào, á Hùng, xe túi đen. Đọc cái nào ở đây hai cái câu ví dụ này em ở trong phần ngữ pháp đấy. Yên vui, chim thiên công sư pha công tư. Ở số ý, hẳn tuần rần ở truy chỉ chán. Yên vui, vừa sẵn truy Trung Quốc lủy xính. Ở số ý, vừa yêu truy yến hàng hoàn chán. Rồi, ok. Nào, mỗi một bạn đặt cho cô một câu ví dụ với cái kết cấu này xem nào. Bởi vì cái gì đó cho nên. Có ai đặt được không? Mỗi người đặt một câu nhé. Nào, Khánh Ngân, Khánh Ngân đọc một câu xem nào. Yên vui gì? In way, chưa cơ duy của Japan hẳn tua, suối hẳn sạc, suối của tợ cung sư hẳn sạc. Ồ thế à, Japan hẳn tua ấy hả? Japan hẳn tua là tăng ca nhiều thì phải đồng nghĩa với việc là cung sư tua. Cha, à quên, từ chính cha, quên. quên, từ chính cha. Như vậy phải là, in way chưa cơ duy của chỉnh cha hẳn tua đúng không? Suối làm sao của tợ cung sư hẳn sạc. Thế thì được, đúng không? Lúc nãy cô ấy nghe thành cha. Em nhầm từ Japan, nó từ chính okay. Cha. Ở đây bạn ấy có một cái từ đó là từ chỉnh cha, có nghĩa là xin nghỉ nha các bạn nhé. Đấy, sau này chúng ta sẽ được học từ này ạ. Chỉnh cha, xin nghỉ. Bạn ấy nói là gì? In way chưa cơ duy của chỉnh cha hẳn tua. Bởi vì làm sao tháng này xin nghỉ rất là nhiều đấy, ý là như thế. Suối ý làm sao cung chư hẳn ti đúng không, hay là cung chư hẳn xảo, nên là gì đấy ạ, lương rất là ít. Đấy chúng ta có từ chỉnh tra nhé, xin nghỉ. Rồi ác hứa hiểu sớm bất truy sự mà chị Hà có câu gì không? Yên vui chín thiên xin thiên xa nghỉ. Suối ý của mấy giờ sang ban. Đúng rồi, câu gọi là câu kinh điển đấy đúng không? Yên vui chín thiên xa nghỉ suối ý của phú truy sang văn đúng không? Vì hôm nay trời mưa nên là gì đấy ạ? Không đi làm. Đúng rồi. Ly, có câu gì không?
Bởi vì tôi nghèo nên là gì, không có người yêu. Nghèo là cái gì các bạn? Ai biết từ nghèo không? Từ gì? Chúng. À, đúng rồi, chúng ta có từ chúng ạ. À, nhá, đây. Cô biết đây nè. Đây. Nếu mà không biết từ nghèo thì dùng là mấy hiểu chén được không? Ừ, nhưng mà mấy hiểu chén thì nó xưa rồi đúng không? Đây, có từ này nhá, chúng. Ừ, chúng là nghèo. Đấy, nào, vậy dịch câu đấy xem nào. In way của gì? In way của chúng. Ừ, so yi wo mei you nam peng yao. Nghe đau khổ. Đối với chuyện từ dùng từ nghèo là gì cô? Từ giàu á, giàu. À, giàu thì là phu yếu nhá, hay dùng từ phu yếu. Có từ nghèo là phải từ từ giàu cho nó lớn lắm. Rồi đây. Phu yếu nhá. Chấm này. Dùng từ phu thôi cũng được hả? Phu là giàu cũng được, phu hoặc phu hiểu đều được. Phu thì dịch là giàu, còn phu hiểu dịch là giàu có đấy, được chưa? Ừ, nhá, nhá. Phu hoặc phu hiểu đều được. Ta hẳn phu hiểu đúng không? Tức là anh ấy rất là giàu có. Phu hẳn chúng. Rồi nào, anh Thanh có câu gì không? Anh Thanh có câu gì hay không? Bởi vì tôi rất là đẹp trai đúng không, nên là có rất nhiều người yêu, nào sẽ nói như nào? In quay, em nói câu này, in quay của mấy kiểu chén suối bố tai lủy phấn châu chi chung của lì xí đó có. À, được ạ, à, hẳn hảo, rất tốt đúng không? Nó hài hài đấy quả vâng. Hài gì, biết đâu thật thì sao, hài gì. Rồi nào, bởi vì anh ấy nói là gì, in quay của mấy kiểu chén đúng không, suối gì làm sao bố tai lủy phấn châu chi chung của lì xí, vì không có gì. À, vì không có tiền nên là gì, không đưa bạn gái đi Trung Quốc du lịch được đúng không? Ờ, đấy nhá. Anh Thanh có đặt câu gì là liên quan đến Nữ Phấn Nhiêu, chắc chắn là nhớ Nữ Phấn Nhiêu đây. Rồi bạn khác xem nào. Âm ưng mạnh, ừ, có câu gì không? Yên quay của bạn sang của ủa gì? Đấy, chúng ta phải cố gắng tự biểu đạt ra đi đúng không nhá? Ờ, tự biểu đạt ra đi. Ủa gì ạ? Của quán sang sang xưa. Của bố trí quán. À, tôi đúng rồi, rất tốt. Ừ. In way làm sao nhỉ? Ủa quán sang làm sao? Giao sang khưa đúng không? Số ý của bố trí quán. Ừ, bởi vì buổi tối phải đi học nên là không chơi. Ừ, được đúng không? Huyền, A Chén, câu gì không? Nhiều lắm, 10 bạn câu hỏi vì sao cơ mà đúng không? Ừ, nhớ. In way xin thiên sư tha tợ sân lư với của chỉnh tha vi chư của trai. Ở trai chuối bẹt, trai chuối bẹt của thiên của chinh chủ. Nghe lại, nó lại nữa. In way xin thiên tha tợ sân lư với của chỉnh tha vi y chỉ. À, rồi rồi, ok ok, lý giải là cô hiểu rồi đúng không? À, in way jin tian shi ta de sheng ri, suo yi wo qing ta qu qing Trung Quốc chai. À, rồi, ok nhá. Nghĩa là gì? Hôm nay là sinh nhật của anh ấy nên là mời anh ấy đi ăn món Trung Quốc. Ừ, đó. Tiếp nào, bạn khác xem nào. Giang, hiểu cho mình chi sự có câu gì không? Đi đâu rồi? Hà nào, ăn hứa. Ừ, chị Hà đấy, chị Hà đọc cho câu xem nào. In quay cô Thảo nói tiếng Việt đi. Không nghĩ ra câu gì ạ? À? Bởi vì làm sao dạo gần đây rất là bận đúng không, nên là tôi không thường về quê thăm bố mẹ đi, có được không? Những câu hay như thế thì chẳng nghĩ ra nghĩ gì nhá. In way chia chín của hẳn máng, suy của không thường của là pu tráng. À, cái từ chúng ta có từ tráng tráng là thường xuyên đúng không? Vậy không thường làm gì mình sẽ nói là pu tráng thôi. Suy hiểu của pu tráng hồi gì? Suy của pu tráng hồi cha khan khan nào của
khăn khăn phu mũ chứ, phu mũ à, khăn khăn phu mũ à, được chưa? Làm phú là vợ rồi nhá. Câu cô lại là không phải cô, em nghĩ này nhá. Vâng. In quay của mấy hiểu chén chuối thì mấy hiểu mấy hiểu sấy ai của à được, ừ, rất là hay. Còn pha trò mà. Đó, rồi ok. Và như vậy chúng ta đã hiểu câu này chưa? Ừ, tiếp theo nào, chúng ta có kết cấu số 2, người ta nói là gì nhỉ? Số 2 nào, A bả B khoan chứng C nhá. À, rồi kết cấu này A bả B khoan chứng C. Đó. Cái chữ bả đây mình có thể hiểu là gì? Lấy đấy. À, trong trường hợp này mình hiểu đây là lấy, tức là người A nào đấy đúng không? Lấy một cái đồ B nào đấy để đổi sang cái đồ C nhá. Ừ, đấy. A bả B khoan chứng C. Dịch là A đổi B thành C nhé, thì là gì cả thành đấy, à, thành. Đây. Ví dụ chúng ta muốn dùng một cả một cái câu trọn vẹn đúng không? Đó là tôi muốn đổi Việt Nam đồng sang nhân dân tệ, à, muốn đổi Việt Nam đồng sang nhân dân tệ. Đấy. Vậy thì câu này mình sẽ phải kết cấu như nào? Vậy trong đó ở đây tôi sẽ là A này đúng không? Tôi ở đây sẽ là thành phần A. Đấy. Việt Nam đồng ở đây sẽ là B đúng không? Ừ, B. Bây giờ A này đổi cái thằng B này, đấy, sang thằng C ở đây là nhân dân tệ. Được chưa? Vậy mình sẽ nói là gì? Của sáng tả quê nhắn tuân khoan chống rấn mín pi. Đấy nhá. Hay là gì, tôi muốn đổi quần sang váy đúng không? Quần đọc là cái gì? Cái từ quần đọc là gì? Khu trữ. À, khu trữ đúng rồi, váy thì đọc là chuyến trữ. À, chuyến trữ đúng rồi. Đấy, như vậy sẽ nói là gì đây? Ủa sáng bả gì? Ủa sáng bả khu trữ. Khu trữ sáng bả khu trữ. Khoan trống chuyến trữ. À, đây khoan trống chuyến trữ đúng chưa? Đấy nhá. Rồi ok. Hoặc là gì, tôi muốn đổi giày cao gót sang giày thể thao nào, xin mời Hồng. Tôi muốn đổi giày cao gót sang giày thể thao. Tôi muốn bả cao gân xía khoan trống trống khoan khoan trống duyên tung khoan trống giày thể thao là gì nhỉ? Duyên tung xía. Duyên tung xía. Duyên tung xía. Ờ nhá, rồi ok. Đấy, thì đấy là kết cấu đổi cái gì sang cái gì nhá. Hay là gì, tôi muốn đổi 2.000 đô sang Việt Nam đồng nào, xin mời Diễm. Tôi muốn đổi 2.000 đô sang Việt Nam đồng. Diễm đâu, có bật mic lên chưa? Ừ, thế bạn khác vậy nào, Thùy. Thùy đâu? Ủa sáng bảo gì? Ủa sáng bảo ơ chiến lẻn chen nhá, nhớ là 2.000 đô la lẻn chen mấy yuan yuan khoan chứng khoan chứng á đồng minh bi Việt Nam đồng. Việt Nam đồng là yuan nhắn tuần yuan nhắn tuần rồi nhá, còn thôi kệ chúng ta thích đổi sang cái gì thì đổi đúng không. Tiếp nào số 3, đây là cách biểu thị giá tiền tệ, thì cái này nằm trong cái từ mới hôm trước thì cô đã nói cái cấu trúc này rồi đúng không. Đó, muốn hỏi xem là cái tỷ giá giữa hai cái đồng tiền nào đấy là bao nhiêu đúng không. Đọc cho cô hai câu ví dụ này một lần nữa nhé. Xin mời Phương nào. Bạn đi đâu rồi? Hạnh. Dạ. Ừ, đọc cho cô hai câu này xem nào. À, chỉnh quân, chinh thiên, chỉ à. Chinh thiên gì? Dân min ti, nhân dân tệ đấy. Dân min ti, chứa. Chinh thiên chỉ. Trinh thiên rấn mín bi hứa duê lán duê lán tuân duê lán tuân tọ tây khoan ly đúng không? Ừ, tây khoan ly à, tây khoan ly sư tua xảo à, đúng rồi chỉnh quân mẩy nguyễn đô la mỹ đọc là mẩy nguyễn chỉnh quân mẩy yuán khứa rấn mín bi tọ tuy khoan tuy khoan nguy sư cái từ à sư tua xảo à, sư tua xảo thôi đúng không nhá. Đấy, mấy cái câu này bây giờ phải thuộc gọi là thuộc lâu rồi đúng không. Á xoẻ nào thì đọc lại hai câu này lên cô nào. Chỉnh quân chinh thiên rấn mín bi khứa duy nán tuân tọ tuy khoan nguy sư tua xảo. Ừ. Chỉnh quân mẩy yuán khứa rồi mình pi tờ tôi hoan ly siêu tôi xảo. Rồi ok, đấy thì đấy là toàn bộ tất cả các cái từ mới và phần ngữ pháp nhá. Bây giờ chúng ta cùng đọc bài khóa để củng cố lại phần từ mới và ngữ pháp của chúng ta này.
Bài khóa số 1 đúng không? Hiểu mới hiểu sân xứ đây. Nghe cô đọc một lần xem có từ mới không nhá. Xin sân, nhìn hảo. Ủa khởi ý băng nỉ sở mơ máng. Ủa yào khoan chén. Nín tay sở mơ chén. Yào khoan chấn sở mơ chén. Ủa sáng bả rấn mín đi khoan chấn yuê nán tuân. Nín yào khoan tua sảo. Ủa yào khoan lẻng chén rấn mín đi. Chỉnh quân, chín thiên rấn mín đi. Hứa yuê tuân tợ tuê khoan lưu sư tua sảo. Chín thiên tuê khoan lưu sư y bỉ san chén ú bảy. Chỉnh nín dai chưa. Xỉa sang, ở đây chúng ta có từ xỉa sang có nghĩa là gì? Xỉa là gì? Viết lên. Đúng rồi, ý là viết lên đâu cái gì đó, đúng không? Viết lên đâu cái gì đấy nhá. Rồi, đấy. Chỉ nín chai chưa? Xỉa sang nín tợ mính chữ, từ đọc là chén su nhá. Đấy. Cái từ này hôm trước cô nói là gì? Nếu là động từ thì mình đọc là su, đúng không? Ừ, nhưng mà khi mà là danh từ đấy thì mình lại phải đọc là su. Đấy, từ đọc là chén su có nghĩa là số tiền nhá. Các bạn có thể viết thêm pinyin vào. Đấy. Vậy là đọc lại câu này này. Chỉnh nín chai chưa? Xỉa sang nín tợ mính chữ. Chén su. Rán hồ chén mính. Hảo tợ. Chỉnh cái ngủ nín tợ khu trao. Chưa sư nín tợ chén. Chỉnh nín sủ y sủ. Câu bú câu. Câu lo. Xìa xìa. Và bên dưới chúng ta có từ bía khơ chi. À, bía khơ chi thì bằng với bú khơ chi nhá. Đều có nghĩa là đừng khách sáo, không cần đừng khách sáo. Dạ, ok. Đó. Hai bạn nhé, lẻ có thống chế nào, bao ngủ ở túi ra. Hai bạn đọc cho cô xem nào. Nào, chị Hà nhé, chị Hà với cả chị Khánh Ngân nào. Khóa sư A. Ừ, đó, ok. Ác khóa sư A đi. Ừ. Xin sân, nhìn hảo, nỉ khớ ý, quả khớ ý, nỉ sấn mơ máng. Quả yêu hoàn chén. Nỉ... Nỉ tay sấn mưa chén, giao hoan chén. Ủa sáng bả, đọc là ủa sáng bả. Ủa sáng bả, rân minh bi, hoan chấn, duyê nán tuần. Nín giao hoan tu sổ. Ủa giao hoan, liền chân rân minh bi, chỉnh quân, chinh thiên rân minh bi. Tợ duyên nấn tân duyên khứa duyên. Nó lại nhá, chỉnh quân này chinh thiên rấn miến pi khứa duyên tuân chinh. Ở đây cô chỉ để từ duyên tuân thôi, viết tắt đấy. Duyên chinh tuân. Thiên rấn miến pi tợ tôi khoan chiêu cái gì khoan lui nhỉ cô, tôi khoan lui nhá, tôi khoan lui sơ bao nhiêu Chinh thiên tây hoan lưu sư y bỉ san chiên ngũ bảy san chiên ngũ bảy ngũ bảy chỉnh nín trai cho sửa sang lín tạ minh chữ chén sủ đừng đọc là sủ ạ, trong trường này mình đọc thành su, nó là danh từ. Chén su Rán hâu chen mính. Chỉnh cái quả nín tợ hu trao. Chưa sư lín tợ chén. Chỉnh nín sủ y sủ. Câu của câu. Câu là, xin xịa. Bía khơ chi được chưa? Rồi hai bạn khác nào, xin mời ác sởi nào, Thủy với lại cả Thùy nhá. Thủy đọc cho cô xem nào. Xin chào, nín hảo, wǒ kě yǐ bāng nǐ shěn me máng? Wǒ yào huān qiān. Nín tài shěn me qiān? Yào huān chéng shěn me qiān? Wǒ xiǎng bǎ rén míng bì 换成越南盾. Nín yào huān tuō shǎo? Wǒ yào huān liǎng qiān rén míng bì. 请问今天人民币和约吨的兑换率多少? 是多少? 今天兑换率是1比3500. 请您猜出写上您的名字。
À, họ đó. Chén su đã. À, chưa, chưa. Ừ, chén su. Rán hâu chén mình. Ừ. Họ đó. Ừ. Chén cái của nín tợ hưu trao. Chưa sư nín tợ chén. Chỉ nín sủ ý sủ câu phủ câu. Câu lờ, xin xin. Ừ. Bí khơ chi. À, bí khơ chi đúng không? Rồi. Bạn khác nào? Giang, Hương Giang với lại cả... Đây này, Hương Giang với Hương Ly nhá. Ừ, Hương Giang với Hương Ly nào. Giang sân, nín khảo. Của sủ ý băng lì sớm mơ máng. Của yêu hoan chén. Nín ta sớm mơ chén. Yêu hoan... Yêu hoan chứng sớm mơ chén. 我想把人民币换成越南盾. Nín yêu hoan tua sảo. 我要换两千人民币. 请问今天人民币和越南盾的兑换率是多少? 今天兑换率是1:3500. 请您在车写上您的名字, 前书, 然后, 签名. 好的. 请给我您的护照, 这是您的钱. 请您数一数, 够不够? 够了,谢谢. 别客气. 别客气, đúng không? Rồi, ok. 好, hai bạn khác nào, xin mời. À đây nào, anh Thanh với cả anh Thanh cho đọc với cả một em đi nào. Em nào đọc với anh Thanh đây? Huyền nào? Cô em đang không đọc đâu, môn học bài mới khó lắm đấy, hơi hẹn khách không sau vâng. Nên bạn có không học được. Vâng, học cũng ngúng lắm. Rồi, thế Mạnh nào, Mạnh với cả Huyền nhá. Ừ. À chuyển xem tủ à xem xua đi, Huyền nói trước xem nào. Xin xin nhìn hảo. À, của có thể băng nỉ ở sân mơ máng. Ừ. Ồ, Mạnh không có đấy à? Đi đâu rồi? Thế bạn khác nhé, Phương. Phú trai à? Rồi, biết tội thú chế vậy nào. Thế ai đây ạ? Chế 20 tú nhỉ? À Hùng nào? Hồng đọc chưa ấy nhỉ? Chưa đúng không? Ồ, tôi phú trai à? Thế Hạnh nào? Ừ, anh Trinh nào? Hạnh. Ừ. Em chưa thuộc từ mình lắm đâu cô ạ. Ờ, thì cứ đọc đi, đúng không? Nhá. Khó chạy hết rồi. Khó gì đâu. Nào, khó thì mới phải học em chứ. Em đọc đi ạ. Ừ, rồi, Hạnh đọc đi nhé. Ừ. À. Anh Trinh, nhìn hảo. Của cái gì là... Băng nỉ. Băng nỉ sẽ mơ máng. Ừ. Của dao khoan chén. Ừ, dao khoan chén. Nín tay sớm mơ chén. Dao khoan chấn sớm mơ chén. Ừ. Của sư. Của sáng. Của sáng bả. Của sáng. Từ đọc là bả nhé. Của sáng bả rấn mín bi. Của sáng bả rấn mín bi. Khoan chấn. Ừ. Quang chấn Duyên Án Tuân. Đính nhau khoan tua xảo. Của giao khoan vũ chen. Lẻng chen rấn mín bi. Chỉnh quân chinh thiên rấn mín bi khứa Duyên Án Tuân. Tợ tôi khoan ly nhé. Tôi khoan nguy sư tua xảo. Ừ. À, chinh thiên tôi khoan nguy sư y bỉ san chen hố bải. Chính nhìn trai chưa giả sang nhìn tợ minh chữ. Chén su. Chén su rán khâu chen mình. Ừ. Khảo tọ. Chỉnh cái của nhìn tợ khu treo. Câu chưa nín tợ chén chỉnh nín sủ ý sủ câu của câu câu lâu chưa xỉa biết cái gì
别客气đúng không? Rồi, ok, hai bạn khác nào? Nữ cô nhá. Ai đây? Nào, Diễm đâu? Diễm với lại cả chị Hà đúng không? Ừ, chị Hà xem nào. Của trai Tú ha. À Tú, Tú Lơ à? À rồi thế bạn khác nhá. Ừ. Ờ thế Diễm nhỉ? Ai cho đọc nhỉ? Hiến nào? Hiến có đấy không? Hiến. Hiến với Hiên đây này. Em có. Ừ rồi ok, nào để đọc cho cô nhá. Ừ. À, tiên sinh, Lín hảo, của cửa ỉ, bang nỉ sấm mơ máng. Ừ. Ủi eo khoan chén. Lỉnh thai sấm mơ chén. Eo khoan chấm sấm mơ chén. Của chén bả. Rấn mì pi khoan rê nán tuần. Khoan chấm rê nán tuần. Đến rau khoan cua xảo. Ủa gì nhỉ? Ủa giang khoan. Các bạn đọc chưa nhỉ? Sao cô lại không nghe thấy tiếng nữa nhỉ? Đọc chưa? Hiến đâu? Ủa yêu khoan lẹn chen rần mín pi. Chỉnh quân. Chỉnh quân. Chim chen rần mín pi. Hứa duy nắn. Hứa duy tuân. Duy tuân tọ. Tuy khoan đi. Tuy khoan ly nhé, từ đọc là tuy khoan ly. Tuy khoan ly sư tua xảo. Thiên tuy khoan ly. Tuy khoan ly sư y bỉ. San bảy. San chen, 3.500. San chen ủ bảy. San chen ủ bảy. Tỉnh lính trai trưa. Trai trưa. Xỉa sang. Đến tợ mình chữ. Chén su rán khâu chén mính. Chén mính. Khảo tọa. Chén mính. Khảo tọa. Chỉnh tế như. Tế của lính tợ khu trao. Chưa sư lính tợ chén. Chỉnh lính su y. Sủ y sủ. Sủ y sủ. Câu vũ câu. Thầy đọc là câu vũ câu. Câu lời, xin chào. Bia cơ chi. Bia cơ chi, nhá, bia cơ chi. Rồi, ok. Nào, bây giờ các bạn nghe và trả lời câu hỏi cho cô xem nào. Ai trước đây? Thùy nào? Chưa có rấn truy yến hàng chua sở mơ. Nào, chưa có rấn truy yến hàng chua sở mơ. Chưa có rấn truy yến hàng ya khoan chén. Đúng, ta truy yến hàng khoan chén. Ta tai sở mơ chén truy. Ta tai sở mơ chén truy. Tài rồi miếng bi. Tôi thấy tài rồi miếng bi. Thà tài tua sảo rồi miếng bi truy. Tài tua sảo rồi miếng bi. Thà tài lạng chiên rồi miếng bi. Tôi lạng chiên rồi miếng bi. Thà sáng bả rồi miếng bi khoan chẳng sở mơ. Thà sáng bả rồi miếng bi. Thà sáng bả rồi miếng bi khoan chẳng Yuen Nán Tuân. Hẳn hảo. Nào mà chín thiên rồi miếng bi hứa Yuen Tuân tạo tôi khoan ly sư tua sảo nè. Chín thiên nè. Chín thiên nè. Tôi khoan ly sư y biểu. San chen wu bai. Tôi đúng rồi, y bị san chen wu bai, tôi mà. Rồi, ok nhá. Họ dịch trả lại cho cô cái đoạn này xem nào. Dịch cho cô một lần nhá. Xin mời một bạn nào. Hương Ly nào, Phan Ý cha. Xin chào quý khách. Quý khách. Nên dịch là anh thôi, anh hoặc là ông thôi, đúng không? Ngân hàng thì không dùng quý khách đâu nhá. Chào anh, chào ông. Xin chào anh. Tôi có thể giúp gì được cho anh? Đúng rồi, tôi có thể giúp gì cho anh thôi, đúng không? Thì anh phải trả lời sao? Tôi muốn đổi tiền. Anh mang tiền gì? Anh mang theo tiền gì và muốn gì? Và muốn đổi thành tiền gì?
Tôi muốn đổi nhân dân tệ sang Việt Nam đồng. Anh đổi bao nhiêu tiền? Anh muốn đổi bao nhiêu tiền? Tôi muốn đổi 2.000 Việt Nam nhân dân tệ. 2.000 nhân dân tệ. 2.000 tệ. Xin hỏi tỷ giá hối đoái giữa nhân dân tệ và Việt Nam đồng hôm nay là bao nhiêu? Hôm nay tỷ giá hối đoái là một, ý là một so với đấy đúng không? Một so với gì? Một so với 3.500 đồng. Mời anh viết tên vào viết đây. Tên này rồi viết cái gì nữa, viết cái gì nữa đã, số tiền, ý là số tiền. Anh hãy viết tên và số tiền vào đây hay là lên đây đúng không, sau đó thì làm sao, sau đó thì ký tên. Sau đó thì ký tên đúng không, thì anh này bảo là gì ạ? Được. Được hoặc là vâng đấy đúng không, tùy chúng ta nhé, gì chỉ nào được. Thế sau đó chị nhân viên ngân hàng bảo tiếp là gì? Xin hãy đưa cho tôi, hộ chiếu. Hộ chiếu của anh. Sau đó là gì? Đây là đây là tiền của anh. Mời anh đếm lại. Xem đủ chưa? Đúng rồi. Đủ rồi, cảm ơn. Không có gì ạ. Đừng khách sáo, được chưa? Hoặc là không có gì. Rồi, ok nhá. Tiếp nào, chúng ta có bài số 2 ạ. Bài số 2 nhá. Xem có từ mới không nào. Bài này như không có từ mới đâu. Một bạn đọc cho cô xem nào. Bài này khá là ngắn, chúng ta sẽ đọc từng người một đi. Rồi nào, Á Khứa đâu? Chị Hà đọc trước nhá. Nín giao phu khoản. Đây là sen chin. Nín giao phu sen chin hứa hái sư xoa kha xoa khả hái sư xoa khả. Inway wo de sen chin bu gou suyi wo xoa khả ba. Hao de gei qing qing gei wo qing gei wo lin de nín hán khả. Cái nỉ chỉnh sao tổng xen sơn xen sơn chỉnh chỉnh sâu su ru chỉnh su ru mi mã chỉnh chỉnh nhín chai chơ chai chơ mính chữ chen mính chen mính, đọc lại này, chỉnh nhín chai chơ chen mính. Chỉnh nhín chai chơ chen mính chen hảo là xin hảo lơ hảo tợ cho sư lín tợ lín tợ khả xia xiệm. Rồi ok, ắt xoẻ nào Thủy, chắc Thủy bên cú trai à, ắt xoẻ đâu cú trai à, em chưa mở tiếng. Hảo rồi ok. Nín eo phu xen chim hải sư xoa khả. Inway wo de xen chin bu gou, suyi wo xua ga ba. Hao de, qing gei wo nin de yin han ka. Gei nin, qing xiao deng. Xian sheng, qing shu ru mi ma. Qing nin zai chuo qian ming. Qian hao le. Hao de, zhe shi nin de ka, xie xie. Ok, nào rất tốt đúng không? Bạn khác nào? Áo húng hồng. Nín giao phu xiang xin hái xoa khả. In vui vỡ tờ xiang xin ở cú câu số ý vỡ xoa khả ba. Hảo tờ chỉnh cấy vỡ nín tờ yến hãng khả cấy nỉ chỉnh sao tờ xiên sân chỉnh su ru mi mã chỉnh nín chạy chưa chen mình, chen hảo lơ, hảo tợ, chưa sư nín tợ khả, xe xe. Rồi, ok, hảo, tốt nào, tiết đợi thống chế nhá, xin mời Phương Giang, chai quý bên. Nín giao phu xen xin, hải giao, hải sư xoa khả. In quay của tợ xen xin bú câu, số ý, của xoa khả ba. Hảo tợ, chỉnh kế của nín tợ yến hãng khả cái nỉ chỉnh sao tổng sân sân chỉnh su ru mi mã chỉnh nín trai chưa chén mính chén khảo là khảo tợ chưa su nín tợ khả chia sẻ.
Rồi, ok, tốt. Mặt khác nào thì nhờ Diễm. Mình yêu phu xem chi hãy sư xa khả in nuôi của tờ xem chi bú câu số ý của xa khả ba hảo tờ chỉnh cái của chỉnh cái của nín tờ in kháng khả cái nỉ chỉnh sao tờ xem xong chỉnh su ru mi mạ chỉnh nín chai chưa chen mình chen khảo lơ khảo tờ chưa sư nín tờ khả xin xì ạ. Ok, bạn khác nào lại một lần nữa thôi, xem nào. Hạnh nào ạ, xin của nhau nín phu. Nín nhau nín nhau phu xen chin khả khả thái sư khái sư xóa khả xóa khả ừ. Ôi, để em học từ mới. Ok, mới. Ừ. Rồi, à, ai nữa nhỉ? Hiến nào? Ừ, Hiến thầy đọc thế nào? Nín rau phu xin chín khái sư xóa khả in huay của tợ xin chín bú câu chúa ỉ của xoa cả ba hảo tợ chỉnh cái của nín tợ nín kháng cả cái nỉ chỉnh sao tợ xen sơn chỉnh su ru mi mã chỉnh nín chai chưa mính chen chen mính chen mính chen mính chen mính chen hảo lơ hảo tợ chưa sư nín tợ cả. Xin chào. Ok, bác của Fanny đi ăn nhé. Dịch cho cô đoạn này xem nào, đi. Bạn muốn trả bằng tiền mặt hay là quẹt thẻ? Vì tôi không, vì tiền mặt của tôi không đủ nên tôi quẹt thẻ đi. Được thôi, hãy đưa cho tôi thẻ của bạn. Thẻ ngân hàng của bạn của đây của đây, bạn đây đúng rồi. Đợi một chút, xin đợi một chút. Thưa anh đúng không, mời thưa anh, thưa anh hãy nhập, xin nhập số tài khoản mật khẩu. Rồi, thường là khi chúng ta quẹt thẻ chúng ta phải nhập cái mật khẩu hay nhập cái mã pin của mình vào đấy đúng không, thì mình mới nó mới trừ tiền được đấy. Vậy sẽ nói là gì, thưa anh mời anh hãy nhập mật khẩu vào đúng không, và sau đó làm sao nữa? Đây là anh hãy ký vào đây. Đúng rồi, hãy ký vào chỗ này nữa đúng không, ký tên vào chỗ này nữa. Thì anh này bảo là gì, chết hảo lơ thì dịch là gì? Ký xong rồi đấy, ký xong rồi. Hảo bình thường có nghĩa là tốt đẹp, nhưng mà gì thì trong trường hợp này mình hiểu là tôi ký xong rồi đây đúng không, ký được rồi đây đấy, cũng được nhá. Thế chị này mới bảo là gì, được. Vâng. Đây là tiền, đây là thẻ của anh, cảm ơn. Ơn phải chưa, thế chị này trả lại thẻ mà đúng không, và nói là đây là thẻ của anh chưa. Ok, đấy, thì đấy là nội dung của cái bài này nhá. Rồi, hôm nay tạm thời chúng ta học đến đây đi. Về nhà này các bạn làm cho cô cái phần bài tập nhá. Làm phần bài tập này với lại có cái bài số 2 đấy đúng không? Đọc đoạn văn nào nói lại nhá. Rồi sau có thể cô sẽ gửi thêm bài nghe nữa, được chưa? Rồi ok, nay chúng ta tạm thời học đây cho cô đi. Chào chị em. 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 Ch